các loại sai kim và bí kíp chọn sai kim móc bạn không thể bỏ qua. Các loại sai kim móc được chia làm 3 nhóm như sau. Kim móc sai nhỏ dưới 1.5mm, thường dùng cho các sợi có kích thước mảnh, mỏng, phù hợp để móc thú bông hay búp bê sai nhỏ. Kim móc sai phổ thông từ 1.75mm đến 5mm, dùng cho các loại len sợi có kích thước to hơn và đặc biệt các dòng len xù, len nhung, sợi vải. Đây là các kích thước kim móc được dùng nhiều khi móc các sản phẩm từ len sợi. Kim móc cỡ đại 5.5mm trở lên, dùng cho các dòng len sợi cỡ to, chuyên móc chăn bông, áo khoác dày, khăn quàng cổ ấm. Kim móc phù hợp với len là kim móc có size lớn hơn kích thước sợi từ 0.5mm đến 3mm tùy vào sản phẩm bạn móc. Móc thú len, bạn nên sử dụng kim móc lớn hơn kích thước sợi từ 0.5 đến 1mm để các mũi móc đều khít, không bị lộ bông khi nhồi. Móc sản phẩm thời trang như áo váy cần sự mềm mại thì bạn nên chọn kim móc to hơn cỡ sợi từ 1.5mm đến 2.5mm. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích thì follow mình nha.